Ở kiếp đầu tiên, cảnh tượng bị mũi tên bắn trước khi chết khiến Chi Ưng cảm thấy rất khó thở. Đề cập ở đây là Chi Ưng và Chô Bôn bị người nào đó săn lùng. So Ha nghĩ rằng Chi Ưng không được khỏe, vậy nên đã đưa cô về nhà nghỉ. Mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng ấm lên dần. So Ha có chút bối rối và choáng ngợp. Giám đốc, mình đi tắm nhé. Nhanh vậy? Hay là tắm chung? Vâng. Hậu quả tập đoàn MI phải chịu vì lời thú tội của ông cậu đang được dân mạng bàn tán xôn xao. So Ha cảm thấy thiên hạ chỉ hứng thú với bất hạnh của nhà người khác trong chốc lát. Người oan ức nhất là chị gái. Chi Ưng nghĩ rằng So Ha đã vạch trần sự thật. Dù sao thì cô ở kiếp trước cũng qua đời rồi nên không thể nhận lời xin lỗi. Bên cạnh đó, cô đã được an ủi rất nhiều. Bằng cách nào, bố của em, Chi Ưng biết rằng So Ha đã đốt đi những giấy tờ liên quan người tài xế lái xe Ben. Đó là vì ông ấy là bố của cô. Trên thực tế, So Ha đang lo lắng cho Chi Ưng. Dù không biết mối quan hệ giữa hai bố con tốt hay xấu, So Ha sợ rằng Chi Ưng vẫn có thể bị tổn thương khi biết chuyện đó. Đến tối, những mảnh ký ức ở kiếp đầu tiên càng lúc càng hiện lên tâm trí Chi Ưng rõ ràng hơn. Cô nghe thấy ai đó gọi mình bằng tên Su. Còn có một người tên Han Gia đến từ thần điện trông giống So Ha. Chi Ưng đi vào phòng So Ha. Cô không chắc liệu So Ha có phải là Han Gia không. Em muốn ngủ với anh đến thế à? Muốn ngủ cùng thì ngủ đi. Hai người họ ngủ như thế này đây. Sáng ngày hôm sau, cả hai đi đến một ngôi đền để So Ha thấy kiếp trước của anh ấy. Bởi vì trước đây So Ha nói kiếp trước của mình là một con rùa. Tình cờ là ở đây có một tảng đá thần bí có hình dạng con rùa. Trên đường trở về nhà sau cuộc dạo chơi, Chi Ưng nhận được cuộc gọi từ Minky, cho biết Aegon đang ở trong bệnh viện. Đồng thời lúc này, Chi Sok thông báo cho Cho Bon, hôm nay Gahi gửi thiệp cưới, nhưng không liên lạc được với So Ha. Vậy nên anh ta sẽ liên lạc với thư ký Do Jun của anh ấy. Do Jun căn bản không muốn nghe máy, nhưng anh ta cứ gọi liên tục. Cho Bon lúc này đã đi đến bữa tiệc. Cô ấy vừa ngồi xuống, mọi người la ó và nói rằng Cho Bon rất xứng đôi với Chi Sok. Đúng lúc Do Jun bước vào, cậu đến thật à? Nhưng cậu phải đưa So Ha đến thay vì cậu chứ. Chi Sok muốn cho anh ấy thấy tầm quan trọng của bữa này. Nhà của Gahi có hãng hàng không, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và cả công ty vận chuyển. Anh ta bảo So Ha đừng làm giám đốc của Ju Han buồn và thể hiện chút thành ý. Nhưng chỉ có tên thư ký nhãi nhép này đến. Do Jun phớt lờ những lời đàm tiếu, anh đi đến chỗ Gahi đang ngồi, lịch sự bày tỏ lý do So Ha không thể đến đây. Lúc Do Jun rời đi sau khi nhận được thiệp mời, bị Chi Sok chặn lại. Anh ta muốn Do Jun uống một ly rượu. Có điều Do Jun phớt lờ anh ta. Chi Sok nhắc nhở Cho Bon, cô mà cứ ngây thơ như vậy thì chỉ dụ được mấy thằng thấp kém thôi. Cho Bon ngay lập tức phát hỏa sau khi nghe anh ta nói vậy. Cô mắng thẳng mặt anh ta. Dù Do Jun bám lấy So Ha và cô, nhưng đã không bám lấy anh ta. Điều này chứng tỏ anh ta chẳng có gì nổi trội cả. Ngoài bố mẹ giàu thì bản thân anh ta chẳng có gì, lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Sau khi mắng xong, Cho Bon tức giận rời khỏi đó. Bên này, Chi Ưng và So Ha chạy đến bệnh viện. Aegon yếu ớt nằm trên giường. Minky thú nhận chuyện này đã xảy ra trong một thời gian dài, nhưng là Aegon đã bảo anh phải giữ kín bí mật này. Lúc này Minky thoáng thấy So Ha ở bên cạnh, biểu cảm của anh ấy phức tạp không thể diễn tả. Một lúc sau, Aegon cũng tỉnh dậy, thở dài nói rằng đôi má phúng phính của mình đã biến mất theo thời gian. Cứ tưởng sẽ giấu được chuyện này, ai ngờ vẫn bị Chi Ưng phát hiện ra. Chi Ưng cảm thấy rất tội lỗi, không để ý đến Aegon, chỉ lo tập trung vào việc khác. Aegon an ủi cậu mình, ngay cả bác sĩ cũng không rõ cô bị bệnh gì. Khi con người già đi, cơ thể sẽ luôn xuất hiện một số vấn đề, đây là thuận theo lẽ tự nhiên. Con người đến rồi đi, có khi cô còn được trở về giống như cậu mình. Tuy nhiên Chi Ưng không muốn Aegon rời đi. Đồng thời lúc này, Hana gặp mặt Minky. Minky nghĩ rằng việc Aegon nhập viện sẽ thuận lợi hơn cho việc thuyết phục Chi Ưng. Nếu giải quyết ổn thỏa, So Ha cũng sẽ bình an vô sự. Khi đó Hana không cần phải nhớ kiếp trước của mình nữa. Tuy nhiên Hana đã nhìn thấy toàn bộ ký ức ở kiếp đầu tiên. Cô hỏi Minky giờ cô phải làm gì mới được. So Ha rời khỏi bệnh viện và trở về nhà một mình, phát hiện ở trước cửa có một chiếc hộp. Anh ấy không quan tâm bên trong có thứ gì, thay vào đó gọi điện cho Chi Ưng. Mặc dù không biết làm thế nào để an ủi cô ấy, nhưng anh biết một điều, cảm giác sợ hãi thế nào khi người mình yêu thương bị ốm. Vậy nên So Ha đã bắt chước giọng điệu của chị gái, khiến Chi Ưng nhớ lại lúc đếm lá. Anh bảo Chi Ưng cứ gọi cho mình bất cứ khi nào, anh sẽ đến ôm cô và ở bên cạnh cô. Sau khi cúp máy, Chi Ưng canh gác ở ngoài phòng bệnh. Sáng ngày hôm sau, So Ha mang chiếc hộp đến công ty và Do Jun đưa thiệp mời cho anh ấy, lần sau đừng đi nữa. Khách sạn cần tập đoàn Ju Han và giám đốc Chon cũng không tệ lắm. So Ha cho biết anh phải kết thúc mọi việc với giám đốc Chang. Anh phát hiện nhiều bất hợp pháp và bất lợi trong báo cáo tài chính. Tuy nhiên giám đốc Chang lập luận rằng nhược điểm của tất cả giới tài phiệt Hàn Quốc đều như vậy. Khách sạn này là của bà ta. So Ha đã mong đợi rằng bà ta sẽ nói điều này. Anh lấy ra các bức ảnh chụp vào ngày đầu anh đến khách sạn. Anh e rằng những bức ảnh này cho thấy rõ ràng bà ta đã bỏ mặc khách sạn này như thế nào. Ngoài ra còn có sổ tay của Sang A. Giám đốc Chang hốt hoảng sau khi nghe tên Sang A. Cẩn thận cầm cuốn sổ lên xem, nó chứa đầy bằng chứng bà ta tham ô. Bà ta thú nhận khách sạn suýt thì biến mất mấy lần, nhưng bà ta đã bảo vệ nó. Với cả bà ta chưa từng dẫm đạp lên mẹ anh, chỉ là bà ta ghen tị với những gì mẹ anh có. Vậy nên bà ta đã nỗ lực để có được khách sạn này. So Ha biết rằng giám đốc Chang đã lợi dụng bệnh tình của mẹ anh và nắm thóc cậu của anh và đe dọa bố anh để có những gì bà ta muốn.
Soha quá lười để tiếp tục nói chuyện với bà ta, anh sẽ để pháp luật xử lý những sai phạm của bà ta, những nỗ lực còn lại hãy sử dụng ở tòa án. Hóa ra số tài liệu liên quan đến giám đốc Trang đều nằm trong chiếc hộp kia. Soha nghĩ rằng Dojun đã thu thập nó, nhưng Dojun nói anh không có. Lúc cả hai rời đi, tình cờ gặp bố của Soha. Không ngờ người đàn ông này quyết đoán hơn cả con trai của mình. Không chỉ cách chức giám đốc Trang, cũng gọi cảnh sát đến và đợi ở tầng 1. Khi lên đây, tôi thấy thang máy đang bảo trì. Cô đã leo lên từng bước trên bậc thang của khách sạn ư? Hãy leo xuống hệt như vậy đi. Nghe những lời nói này, giám đốc Trang quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ. Sau khi giải quyết xong chuyện, Soha vui vẻ đi gặp Chi Ưng. Hana bất ngờ ôm anh từ phía sau và bàn giao một con rùa cho anh. Hóa ra mẹ anh từng nói, kiếp trước Soha từng là một chú rùa. Lúc Soha phản ứng lại, thì Sang A đã biến mất trong đám đông. Mặt khác, tình trạng của Egong cũng đã ổn định hơn rất nhiều, nhưng vẫn tiếp tục ở trong bệnh viện để theo dõi. Tiệm ăn vặt sẽ tạm thời đóng cửa. Chi Ưng nghĩ Minky nên tìm một nơi khác để ở, nhưng Minky không quan tâm đến việc này. Anh hỏi Egong thế nào rồi. Chi Ưng thú nhận, lần này bác sĩ phát hiện cô ấy có một khối u, họ sẽ xét nghiệm, có vấn đề thì sẽ phẫu thuật rồi sao, có sống được không? Bởi vì sẽ phải lãnh nhiều hậu quả khi đoàn tụ với những nhân duyên ở trong tiền kiếp. Nếu tìm lại và tiếp tục mối quan hệ đã kết thúc thì sẽ xảy ra vấn đề. Và thông thường, người gặp vấn đề không phải là người nhớ được tiền kiếp, mà là đối phương. Sẽ tốt hơn nếu hai người là ác duyên ở kiếp trước, vì mối quan hệ vẫn còn gì đó phải giải quyết. Nhưng thiện duyên thì lại khác, phải buông bỏ những mối duyên đó chứ đừng gặp lại. Nếu tiếp tục như vậy, trường hợp xấu nhất là Egong có thể chết. Chi Ưng không tin, bởi vì đây là kiếp thứ 19 của cô. Cô đã từng đoàn tụ với duyên tiền kiếp. Minky hỏi cô đã ở bên họ được bao lâu. Lời này khiến Chi Ưng ngay lập tức thức tỉnh. Những nhân duyên kiếp trước mà Chi Ưng đã tỉnh lại, cuối cùng những người đó cũng sẽ bị như Egong. Minky muốn giúp Chi Ưng, cô vẫn còn cơ hội để chấm dứt việc nhớ về kiếp trước. Và câu trả lời nằm ở kiếp đầu tiên. Chi Ưng cầm chiếc chuông trong tay, toàn bộ ký ức ở kiếp đầu được đánh thức. Hóa ra Dojun và Chobon đều có mặt ở trong kiếp đầu tiên này. Hoàng tộc vì để cúng tế, đã ra lệnh cho Soha giết chết em gái Chobon. Chi Ưng bật khóc sau khi hiểu ra sự việc. Đúng lúc Soha đi đến tiệm ăn vặt. Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. Chi Ưng tức giận bóc cổ Soha.